Ông Hữu ơi, ông khênh lên xe xong là ông ra đây hái rau nhá. Giúp rồi. Cô một tay. Chúc cô Dự đi bán hôm nay may mắn đắt hàng nhá. Nghe thấy chưa? Đi khéo không đỏ. Hơi chậm nhưng mà ông cứ cố gắng. Cố gắng thu hoạch đi rồi tôi cố gắng đi chợ. Ông hái rau cho tôi rồi tí nữa tôi sang chợ. Rồi tôi mua cho ông mấy tông rượu. Vất vả một chút nhưng mà trong ngày là có tiền. Sáng nào cũng vậy. Tầm 3 giờ sáng là vợ chồng bà Hà cùng hơn chục hộ dân đang sinh sống dưới chân cầu Long Biên lại ra thu hoạch rau củ để kịp đem vào bán buôn tại các chợ trong phố. Hàng ngày hái rau thì tôi thấy mọi người đi lại trên cầu là chúng tôi cũng thấy vui mà nhộn nhịp mà. Trên kia người ta cũng đôi khi người ta cũng xuống nói chuyện đeo đèn hái rau người ta cũng gọi là đi các bà đi hái rau sớm thế mà cảm thấy thích đâm ra là cũng thấy yên tâm và làm sản xuất được nhiều thì thu hoạch cao nên là chắc chắn là rất là thích ạ. Đất ở đây là rất là dễ làm, đất cát, đất phù sa, đất cát mà cây nó mát lên đẹp làm đâu được đấy. Chứ không như đất ở các nơi khác là đất thịt xong mà rắn đây. Đất này có máy phay thì chúng tôi phay mà không có máy phay sới sáo hay là cày bọ là nó dễ làm. Trồng rau cải xong thì mùa vụ sau thì ý ông là trồng rau gì? Chúng tôi là bây giờ ăn hết rau cải này là để đưa máy cắt cỏ vào để cắt đi. Sau đó là để tôi rạch lên để gieo bí, gieo rau bí. Ông gieo một hai xào rau cải tiếp để ăn Tết xong. Không có thời gian. Là có rau đi chợ. Ôi, sốc cho khuyết nhá. Thôi bà đi bán cho đắt hàng. Đắt hàng. Muốn sang yên đi. Nói chung là tôi ở đây thì chưa bao giờ mà gặp một trường hợp nào mà để mình phải lo sợ. Cứ để ở đây. Chân trống. Nhịp sống mà ra Hà Nội này thì chúng tôi trồng rau là thấy nó cuộc sống nó sẽ hơn ở Hưng Yên. Vì là lên đây chúng tôi thuê đất rộng. Xong là làm ở đây thì là đi bán được tại chỗ thành phố nên là nó cũng hơn ở nông thôn. Mà được là ở phường là cũng quan tâm, cũng tạo điều kiện cho dân Hưng Yên chúng tôi là cho ở. Rồi là khó khăn gì là phường có trách nhiệm coi như là giúp đỡ. Cũng nhớ về Hà Tịnh, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Nam, nhớ biển rộng quê. Đây đây đây, cô đang mang vào đây. Cô đang xếp. Quên làm sao được, ngày nào ông đưa quên được. Miền Tiển đấy. Nhắn tin 5 à 4 cân thì bà đưa đủ 4 cân đi nhá. Này của bà bao nhiêu tiền bà? Của bà? Vâng. 32.000. Còn là Xu Hào ở miền hôm nay mua ngon này, rau đều
Ngon thế. Bà xin nhá. Rồi ngay rau đây nhá. Hiếu ơi, cô để đây nhá. Chỗ này 18.000. Có 20.000 hiện tại. Chú này 6 này 8 này. Thừa 18. Cảm ơn chú nhá. Dạ vâng. Mua giúp tôi lốt thế là tôi được về sớm. Vâng, cháu xin. Khác với gia đình bà Hà là những người ngoại tỉnh về Hà Nội lấy nghề trồng rau làm kế sinh nhai nên luôn phải thức khuya dậy sớm. Thì gia đình ông Nhượng và một số hộ dân sinh ra và lớn lên ở đây lại lấy việc trồng rau làm thú vui và cũng tranh thủ để cung ứng cho gia đình và bạn bè. Vậy nên tầm 8-9 giờ sáng họ mới ra ruộng rau để thu hoạch. Tôi thì là quen của cái ngoài sông nước này rồi. Thế là sáng là tôi hay ra đây, tôi còn trước tôi chưa làm cái này nhiều, tôi còn đi bơi. Xong tôi về tôi mới làm rau. Thế làm rau này thì thực ra là tôi nhìn thấy cây rau tôi làm được nó lên xanh mướt như này là tôi quý. Thật ra là mình chăm nó là mình cũng rất là phải quan tâm đến nó. Mà nó lên được là mình cảm thấy rất tự hào. Ra ngoài này bao giờ nó cũng cảm thấy nó sảng khoái hơn. Nó nhẹ nhàng hơn là mình ở trong nhà. Kể cả ngày muốn nghỉ cũng không nghỉ. Không nghỉ. Trừ khi mấy ngày Tết, nhưng mà ngày Tết tôi vẫn ra. Sáng mùng 1 tôi phải ra, xong đến lại về nhà xong nhà. Đêm giao thừa cũng ra. Nói chung là không ngày nào không ở ngoài bãi. Hình như là 365 ngày ở ngoài này. Lấp các cái cây này đâu là mình khó, khó tìm. À, ấy là như thế này mới lật được, mới tìm thấy củ này. Đấy, củ to mới cắt bởi vì là nó lấp các cái cây này, cây dại này nó lên được thì là su hào của mình nó mới ngon. Đấy. Chứ nó mà cứ nhìn thấy rõ kia thì là người ta đã đánh rồi. Đây, chuột còn ăn đây này. Đấy. Chuột còn ăn cả su hào đây. Toàn cây này. Những cây này thực ra là người ta cũng ăn được đấy. Thực ra thì nó có cái bờ bãi của cái sông Hồng này. Ngày xưa nó còn đẹp lắm. Nhưng bây giờ như thế này thì bên kia thì nó không làm gì. Trông thì nó hơi là rậm rạp, nó ấy thôi. Chứ còn thực ra ở đây mà làm được cái vườn rau như thế này, xanh non này, tôi cảm thấy rất là vui mừng. Đấy, về thu nhập ý, thì thôi thì gia đình nhà mình đỡ, không bao giờ phải mua, bỏ tiền ra mua rau. Bởi vì mình làm được. Đấy, thế là cái hạnh phúc nhất của người lao động của chúng tôi rồi. Nhượng ơi, Thu Hà nhà Nhượng ngon thế. Đấy, xuống đây mà ăn này, Thu Hà nhà em sạch này. Ờ, to này. 100%. Đấy. Bác có ăn không? Xuống đây cắt mấy củ về mà ăn. Đó. Ăn mấy củ em cắt cho. Cho chị 3 củ thôi. 3 củ thôi à? Ừ, ăn thì không. Kém thế. Đây, 1. Ôi nào, rau sạch ngon thế. Đây này, nó đấy. Có cây này này. Ừ, đấy, rau nó này mới gọi là rau sạch nó mới không đây này, cây này người ta đấy. Ăn được cây này. Ừ, toàn đấy, người ta toàn đi hái người ta ăn thôi. Củ đấy không cắt đi nhá. Đấy, đấy chưa? Bảo xe đỡ phải cho mì chính. Đã lâu lắm rồi, người Hà Nội không thấy nước sông tràn lên được bãi giữa. Vì thế, cứ đến 4 giờ chiều, người dân nơi đây lại vác máy ra đồng để bơm nước giếng khoan tới rau. Hôm nay có trồng không? Lên là như đây là cỏ, ví dụ rất là gì. Nhưng mà chính ra, ở bên này như khi mà cứ đẩy nước vào phát mà nó còn mãi nó mới mọc còn nghĩ sốt ruột. Thế này lúc... cỏ này có phải trị từ đầu bé đầu lắm, không phải đơn giản đâu. Chính tỏ như là cái máy của em à. Ví dụ này vẫn hở, vẫn bị hở, tôi gọi tôi bơm vào giếng trên kia nó lên mạnh lắm. Giếng này giếng nước bằng nước của em, nó phải qua cái mặt trường đất thì nó ngấm vào. Nên hôm nọ với tôi nói cũng là cái ông ở ông Phú ông bảo là tưới ở sông con này họ chết rau, tôi cũng kinh vì nước bẩn đâu, do nước nó bẩn nên là cũng sợ. Thế từ ngày hôm bà ấy bảo là thôi
không tưới ở đấy nữa. Tôi lâm ở giếng kia hôm ấy rồi tôi cát tôi vào. Đấy, tôi tưới chuối thôi. Hả? Chuối nó mới tốt. Đúng. Chứ còn rau không ăn thua. Ông ơi! Ông Hiếu ơi! À, quả trái cây tôi vừa cắt trong vườn ra. Đây ông ăn đi, ăn đi quả chuối thì cho nó mát ruột. Rồi lại làm. Nó cũng chưa chín lắm. Chín đúng cuốc hay ngọt hơn. Cho nó ấm bụng lên, tôi về tôi thổi cơm tối. Rồi là ông về, ông cố gắng tưới nốt nhá. Ôi, một ngày tôi không ra được, tôi không bao giờ tôi nghỉ. Nhớ. Trừ khi là bão nhưng mà vẫn phải ra. Một ngày không ra đây là khó chịu. Trong người kiểu lao động nó quen rồi. Nên làm cái cùng nó thu nhập thì không được bao nhiêu đâu. Chủ yếu rèn sức khỏe. Tự làm sao là phấn đấu để mua nhà nội nhưng mà chưa biết bao giờ mua được đây.